Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình bấm nút lựa chọn khóa đơn may mắn quý tư năm 2022 vào chiều hôm nay. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Chương trình hóa đơn may mắn của ngành thuế được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm hóa đơn may mắn trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế. Hóa đơn may mắn có đầy đủ thông tin định danh người mua, không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mục tiêu của chương trình là nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó giúp ngành thuế tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua. Chương trình cũng nhằm khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Tại chương trình, dưới sự chứng kiến của Hội đồng Giám sát, Cục Thuế đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn. Trên cơ sở dữ liệu 70.567 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có ngày lập từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Phần mềm hóa đơn may mắn đã lựa chọn ngẫu nhiên 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng của quý tư là 80 triệu đồng. Những người trúng thưởng hóa đơn may mắn của quý tư sẽ được Cục Thuế tỉnh trao thưởng trực tiếp, dự kiến trước ngày 16 tháng 2 năm 2023.